Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Hello everyone. Today we are going to learn Unit 5, Vietnamese Food and Drink, Lesson 5, Skill 1. Ngày hôm nay thì cô và chúng ta sẽ tiếp tục học bài số 5 với chủ đề đấy là đồ ăn và đồ uống ở Việt Nam và bài số 5 với phần Skill 1. Nào, chúng ta biết là Skill 1 của chúng ta là rèn cho chúng ta kỹ năng reading đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ xem là bài ngày hôm nay chúng ta sẽ phải đọc như thế nào và đọc cái gì nhá. Nào, yêu cầu của bài chính là read from block. Find the words from the box below in the text and underline them. Use the words around each underlined word to help you understand the meaning. Nghĩa là gì nhỉ? Chúng ta sẽ đọc một cái phần viết blog của một bạn tên là Phong. Tìm các từ mà nó có xuất hiện ở trong một cái khung và sau đó thì chúng ta sẽ phải gạch chân những từ này. Sau đó chúng ta sẽ phải dùng các cái từ vựng xung quanh nó để có thể đoán được nghĩa của những từ này. À, chúng ta sẽ nhìn nhá, trong cái khung này của chúng ta đang có 2, 4, 5 từ đúng không? 5 từ vựng ngày hôm nay, đấy là từ stewing, bones, broth, boneless và slices. Vậy bây giờ cô sẽ không cho cái nghĩa của 5 từ vựng này mà chúng ta sẽ phải làm một việc. Đấy là chúng ta sẽ nhìn vào bài đọc, đồng thời tìm các từ vựng này, gạch chân vào nó, sau đó cố gắng là đoán nghĩa bằng cách nhìn vào các từ vựng ở gần nó nhất. Vậy thì kỹ năng đọc của ngày hôm nay của chúng ta đó chính là kỹ năng hiểu nghĩa của một từ trong văn bản, trong cái context đó bằng cách là cố gắng đoán nghĩa và dựa vào các từ vựng đã cho sẵn ở gần nó nhất. Đấy, đúng chưa? Vậy thì mình sẽ thử làm xem nhé. Nào, chúng ta có cái bài đọc đây. Nó khá là dài nhiều chữ đúng không? Tuy nhiên là các con có sách giáo khoa ở nhà rồi, các con sẽ dựng ra cho cô để chúng ta có thể theo dõi được tốt hơn. Nào, chúng ta thấy bài đọc này nói về một món ăn rất là phổ biến ở Việt Nam mình, đấy là phở đúng không? Và chúng ta có tiêu đề của nó là A Popular Dish in Hanoi, một món ăn phổ biến ở Hà Nội. Among the many special dishes in Hanoi, trong tất cả các món ăn đặc biệt ở Hà Nội thì phở là một trong những món mà gì nhỉ? Nổi tiếng nhất đúng không? Phổ biến nhất. Tuy nhiên là cô sẽ định là giấu đi không dịch cho chúng ta nữa. Một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Bây giờ vấn đề là các con sẽ tìm các từ vựng 5 từ đúng không nhỉ? 5 từ mà đã có ở trong bài đọc này thì chúng ta sẽ phải tìm nhanh xem nó ở đâu nhá. Đây chính là kỹ thuật là tìm từ đây đúng không nhỉ? Mình sẽ xem là mắt bạn nào nhanh nhất thì sẽ tìm được đúng không? Nào, mình sẽ nhìn nhá. Từ đầu tiên chúng ta nhìn thấy đã xuất hiện trong bài đấy là từ broth đúng không nhỉ? Broth. Tiếp tục này. Từ tiếp theo đấy là từ stewing, stewing. Từ tiếp nữa đó là từ bone, bones. Đấy, mình sẽ nhìn theo tay cô chỉ nó ở xuất hiện ở đoạn nào và chúng ta nhìn vào trong sách giáo khoa của chúng ta nhé. Bởi vì trên màn hình của cô thì có thể nó sẽ không giống như trong sách giáo khoa của mình. Vì vậy là mình sẽ nhìn để ý theo các cái đoạn mà nó xuất hiện. Tiếp tục, chúng ta có từ boneless, boneless và từ slices, slices ở xuất hiện gần cuối đúng không nào? Vậy thì chúng ta thấy là đã đủ 5 từ chưa nhỉ? Đúng rồi, đủ 5 rồi đúng không? Broth này, stewing này, bones, slices và boneless. Chúng ta đã có tìm được 5 từ và sau đó chúng ta sẽ gạch chân các từ vựng này giúp cô. Bây giờ bước tiếp theo đấy là chúng ta sẽ cố gắng hiểu được nghĩa của các từ vựng này trong văn bản. Trong đoạn mà nó xuất hiện, cô sẽ cùng giúp chúng ta nhé. Nào, the broth for phở bò or beef noodle soup is made by stewing the bones of cow for a long time in a large pot. Nghĩa là gì nhỉ? Chúng ta sẽ thử tìm hiểu nhé. Bằng cách là nhìn các từ tiếp theo này. Stewing đằng sau từ by nghĩa là bằng cách nào đấy đúng không? Vậy chắc chắn stewing đang chỉ một hành động đúng không ạ? Nó là động từ đấy ạ. Và hành động này nó liên quan đến các từ vựng này. Cái gì đó trong một thời gian dài đúng không? Xong chúng ta lại có từ bone of cow là gì nhỉ? Xương bò trong một thời gian dài. Vậy mình nghĩ xem ạ. Để chế biến cái món mà phở bò ấy có nước dùng ấy nhỉ? Thì chúng ta sẽ cho xương bò xong rồi vào một chiếc nồi rất là lớn và trong một thời gian dài. Thì động từ ở đây mang nghĩa gì? À, mình có nhớ ra chưa? Đó chính là động từ mang nghĩa là hầm hoặc là ninh đúng không? Vậy thì từ stewing của chúng ta sẽ có nghĩa là hầm hoặc là ninh.
Tiếp tục, chúng ta đến với đoạn tiếp theo. The broth for phở bò beef noodle soup is made by stewing the bone of cow for a long time in a large pot. Tương tự vẫn là cái đoạn đấy thôi đúng không? Có từ bone xuất hiện ạ. Đương nhiên là chúng ta thấy là món phở bò được làm thế nào nhỉ? Người ta hầm hầm cái gì của con bò ạ? À, đương nhiên đó sẽ là xương bò đúng không? Vậy chúng ta có từ stewing rồi, mình đã vừa hiểu nãy rồi. Đấy là hầm này, xong trong một chiếc nồi rất to đúng không? Và hầm cái bộ phận nào đấy của con bò. Vậy thì mình đã biết là món phở làm từ hầm xương bò rồi. Thì chúng ta sẽ có từ bone, chính là xương. Tiếp tục, the broth for phở bò đúng không? Is made by stewing the bone, có từ broth. Khi mà xương mà được hầm lên như vậy thì chúng ta sẽ có được cái nước hầm xương đó. Thì nước hầm xương đó đang được thể hiện bằng từ the broth. Vậy thì đó được gọi là gì nhỉ? Chính là nước dùng đúng không? Đấy, vậy một số nơi thì người ta còn có thể dùng là nước suýt hoặc là nước mà khi chúng ta đem nấu các cái món phở đúng không? Và chúng ta thấy nó chính là từ broth. Tiếp tục này, chúng ta lại tìm tiếp nghĩa của từ boneless. Chúng ta nếu như bạn nào tinh ý vừa nãy chúng ta vừa có từ bone, đấy là xương đúng không? Vậy thì boneless chắc chắn là đã cũng có cái gì đó liên quan đến xương rồi đúng không nào? The chicken meat served with phở gà is boneless and cut into thin slices. It's so delicious. Nào, gà thì sẽ được là ăn kèm đúng không? Được ăn với món như là phở gà. Thế nhưng mà nó thế nào nhỉ? Nó boneless. Vậy nếu bạn nào hay ăn phở gà thì sẽ biết ạ. Mình có đưa hẳn miếng thịt gà có cả xương vào trong cái tô phở gà của chúng ta không? Không đúng không nào? Mà mình sẽ làm gì nhỉ? Là mình sẽ phải lọc cái gà ra đúng không? Và chỉ có thịt thôi, không có xương. Vậy thì chúng ta đang có một từ vựng để chỉ là không xương đúng không? Đấy chính là từ boneless. Đấy. Tiếp tục này, sau đó thì chúng ta sẽ cắt cái miếng mà chỉ còn thịt đấy thôi thành những gì nhỉ? Những cái gì mỏng ạ? Vậy chính là cái nghĩa của từ slices. Vậy nó chính là gì? À, những cái miếng hoặc là lát mỏng. Vậy chúng ta tiếp tục có nghĩa của từ slices chính là lát mỏng đúng không? Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau xem xét nghĩa của nó trong văn cảnh, trong bài đọc. Và bây giờ mình sẽ có nghĩa luôn của các từ này. Đấy là stew, hầm hoặc là ninh. Bone nghĩa là xương. Boneless nghĩa là không có xương, đúng không? Không còn xương nữa. Và chúng ta sẽ nhìn thấy là đây là trường hợp mà chúng ta đã thêm hậu tố less vào sau từ bone. Và nó mang nghĩa là không gì đó, đúng không? Broth có nghĩa là nước dùng. Và slice nghĩa là lát mỏng. Rồi, vậy thì chúng ta ở phần này chúng ta sẽ có một cái bí kíp. Đấy là khi chúng ta đọc và nó thể hiện ở phần remember. Now, sometimes we don't know all of the words in a passage and don't have time to look up words in the dictionary. It's okay, practice using the words around the word you don't know to get the meaning. Nghĩa là sao nhỉ? Thỉnh thoảng chúng ta sẽ không biết nghĩa được tất cả các từ vựng trong một đoạn đọc. Và chúng ta sẽ gì nhỉ? Không cần thiết phải tra tất cả các từ vựng này trong từ điển. Bởi vì sao ạ? Chúng ta chỉ cần là gì nhỉ? Cố gắng nhìn các từ vựng xung quanh nó để có thể đoán được nghĩa của từ vựng này. Như vậy trong bài đọc này, chúng ta vừa được luyện một kỹ năng, đấy là kỹ năng đoán từ trong văn cảnh, đúng không? Get the meaning of the word in the context. Và trong thực tế thì các em sẽ thấy rằng khi chúng ta đi thi làm một bài đọc thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải gặp một số nào đó, một số lượng nào đó là từ mới. Chứ không bao giờ chúng ta sẽ có một cái bài đọc mà 100% là từ chúng ta đã biết. Khi mà con gặp một bài đọc 100% từ vựng mà chúng ta đã biết thì chứng tỏ bài đọc đó quá dễ đối với con nhé. Con lưu ý, thường nó phải xuất hiện là khoảng từ 20-30% lượng từ mới. Và để xử lý các từ mới này thì con phải gắn nó vào trong cái đoạn đó, gắn vào trong văn cảnh để các con có thể là đoán được nghĩa của nó là gì. Đôi khi chúng ta không nhất thiết là phải gọi tên nó ra bằng cái tiếng Việt đâu ạ. Chúng ta chỉ cần hiểu rằng it is a kind of flower, it is a kind of water. Nó là một cái loại đồ uống, nó là một cái loại hoa, một loài hoa, một cái gì đó mà chúng ta thấy là trong văn cảnh thì chúng ta hiểu được nghĩa, thế là đủ rồi. Chứ chúng ta không nhất thiết là lúc nào cũng phải nghĩ à hoa thì hoa gì, bởi vì như thế nó sẽ rất mất thời gian. Quan trọng là mình sẽ đoán trong văn cảnh này nó đang thể hiện thuộc tên một loài hoa. Và như vậy mình biết rằng cái điều mà chúng ta đang tìm kiếm là gì, vậy là được rồi. Và không nhất thiết là chúng ta sẽ phải dừng lại nhé. Nếu bạn nào mà lại hay có thói quen làm bài đọc và cứ đến từ mới chúng ta lại dừng lại, sau đó chúng ta là đi tra từ điển
thì điều đó cô cũng thấy là cô cũng khuyên chúng ta là không nên, mà các con hãy xử lý văn bản bằng cách khác. Đó là chúng ta sẽ áp dụng tất cả các chiến thuật đọc, nào là đọc lướt này, nào là đọc kỹ này. Sau đó khi mà chúng ta cần tìm hiểu nghĩa của một từ nào đó trong văn cảnh, thì đến khi mà chúng ta đọc xong toàn bộ, làm xong bài đọc rồi và chúng ta muốn quay trở lại để học từ vựng, thì chúng ta mới bắt đầu là tra nghĩa nếu chúng ta không thể đoán được nhá. Thì đó mới là cái cách cuối cùng thôi, tra từ vựng là cuối cùng thôi, còn đâu chúng ta cố gắng là hiểu nghĩa của nó trong cái văn cảnh này nghĩa là gì, thì đó là một trong những cái chiến thuật giúp cho từ vựng của chúng ta được phát triển nhanh nhất. Chứ còn không nên là cứ đến cái từ vựng nào là chúng ta sẽ tra luôn, đúng không? Nó rất mất thời gian và trong thực tế là chúng ta cũng không thể nhớ ngay được những từ đó đâu ạ. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với bài tiếp theo. Đấy là họ nói là read from blocks again and answer the question. Lúc này chúng ta lại đọc lại một lần nữa bài của Phong, đúng không? Và sau đó chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi. Thế thì cô sẽ cùng chúng ta trả lời luôn nhá. Câu số 1, when can we enjoy phở? Tức là chúng ta ăn phở khi nào? Nào, chúng ta sẽ cùng trả lời này. Khi nào chúng ta ăn phở nhỉ? Với những cái dạng mà hỏi và trả lời như thế này thì thực ra là nó cũng khá dễ, bởi vì trong bài nó đã thể hiện rất rõ rồi. Nếu bạn nào bí quá thì có thể là sử dụng y nguyên cả một cái câu dài ở trong bài, đúng không? Chúng ta bê nguyên vào thôi thì nó cũng đã có thể là giải quyết được phần nào rồi. Tuy nhiên bạn nào mà có thể hiểu ý hơn thì chúng ta sẽ chắt lọc những thông tin mà cần thiết nhất để trả lời câu hỏi mà thôi. Nào, number one, when can we enjoy phở? Nghĩa là chúng ta ăn phở khi nào, đúng không? Thì câu này đã xuất hiện ở trong phần đầu tiên. Bạn ấy nói thế nào nhỉ? We can enjoy phở for all kinds of meals during a day. Nghĩa là chúng ta có thể ăn phở trong mọi cái gì ạ? Bữa ăn trong một ngày, từ bữa sáng cho đến bữa tối, và thậm chí là khi chúng ta ăn nhẹ vào ban đêm nữa, chúng ta cũng có thể dùng món phở. Number 2, what are the noodles made from? Tức là bánh phở sẽ được làm từ gì? Chúng ta có trong bài một câu, đấy là they are made from the best variety of rice. Nghĩa là chúng được làm từ những loại gạo mà có chất lượng tốt nhất. Tiếp tục, number 3, how is the broth for phở bò, beef noodle soup and phở gà, chicken noodle soup made? Nghĩa là để làm ra các cái món gì nhỉ? Nước dùng cho phở bò và phở gà thì chúng ta làm thế nào? À, trong bài cũng đã thể hiện rất rõ, đúng không? The broth for phở bò is made by stewing the bones of cows for a long time in a large pot. The broth for phở gà is made by stewing chicken bones. Nghĩa là gì nhỉ? Chúng ta làm phở bò, đúng không? Bằng cách là hầm xương bò trong một thời gian dài trong một chiếc nồi lớn. Và phở gà thì bằng cách là hầm xương gà, đúng không? Rất là hay. Tiếp tục, number 4, how is the chicken meat served with phở gà? Tức là gì nhỉ? Khi mà ăn món phở gà thì chúng ta sẽ ăn thịt gà như thế nào? À, đó chính là câu it is boneless and cut into thin slices. Nghĩa là chúng ta sẽ ăn thịt gà bằng cách là gì nhỉ? Nó sẽ được gì? Lọc xương ra, tức là không còn xương nữa, và được cắt thành từng lát mỏng. Đấy. Rồi, tiếp tục chúng ta chuyển sang phần part 2, đấy là phần speaking. Number 3, look at the list of ingredients below. Work in pairs, ask and answer questions about the ingredients for an omelette. Nghĩa là gì nhỉ? Chúng ta sẽ nhìn danh sách các nguyên liệu ở phía dưới, sau đó chúng ta sẽ làm cùng với bạn bên cạnh này. Chúng ta sẽ cùng hỏi và trả lời các câu hỏi về nguyên liệu để làm nên món trứng ốp la, đúng không? Đây, chúng ta có một cái hình ở trong sách giáo khoa, đấy là recipe for an omelette. Nghĩa là gì nhỉ? Công thức nấu nướng cho món trứng chiên, đúng không? Hoặc chúng ta có thể gọi là trứng ốp la. Chúng ta nhìn ingredients của chúng ta gồm cái gì nhá? Đấy là 2 eggs, 2 quả trứng, a pinch of salt, 1 nhúm muối, 2 teaspoons of cold water, 2 thìa nước lạnh, a half teaspoon of pepper. Nghĩa là gì nhỉ? 1 thìa hạt tiêu, 2 tablespoons of oil, 1 thìa dầu, xin lỗi, 2 thìa dầu. Rồi, vậy chúng ta cũng tiếp tục nhìn nhá. Example chính là một cái mẫu để chúng ta có thể thực hành. Hai bạn sẽ phải nói với nhau, đúng không? Ví dụ bạn A nói này, I want to cook an omelette. What ingredients do I need? Tớ cần nấu hoặc chế biến món trứng chiên. Bây giờ mình sẽ phải cần các nguyên liệu gì nhỉ? Thế thì bạn B sẽ nói là you need and how much and how many.
Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào thông tin họ cho đúng không? Đấy là các cái nguyên liệu cần gì và chúng ta sẽ lắp vào đây cho cô thôi. Ví dụ, you need 2 eggs đúng không? A pinch of salt, 2 tablespoons of oil. Thế chúng ta sẽ kể vào cái phần B này. Vậy thì cũng không có gì quá khó khăn đúng không? Chúng ta sẽ cùng thực hành với bạn ở trên lớp. Tiếp tục chúng ta chuyển sang phần number 4. Look at the pictures of how to cook an omelet. Đây, sau khi chúng ta thực hành xong với bạn thì chúng ta sẽ hướng đến cái bài số 4. Đấy là phần hướng dẫn để làm cái món trứng chiên này. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy này, có rất nhiều bức tranh đúng không? Đồng thời chúng ta đã có sẵn các cái bước mà họ đã đưa ra sẵn cho mình nhá. Và kèm theo động từ first là beat, nghĩa là đầu tiên chúng ta sẽ đập. Đập cái gì thì chúng ta phải điền vào phía sau đúng không? Sau đó chúng ta sẽ làm nóng, heat, làm nóng đúng không? Bước tiếp theo là đổ, pour. Bước tiếp theo nữa, after that, sau đó là gập. Và bước cuối cùng, finally, là put, tức là đặt để cái gì đấy. Vậy thì đây chính là 5 bước để chúng ta có thể làm được món trứng chiên. Và bây giờ, nhiệm vụ của chúng ta tiếp tục đấy là mình sẽ lắp 5 bức tranh này với 5 từ tiếp theo, 5 câu tiếp theo ở A, B, C và D, E để có thể tạo thành là 5 bước hướng dẫn làm món trứng chiên. Rồi, bây giờ mình sẽ nhìn qua nhé. Ở A thì có cái gì này? Trứng được hỗn hợp trứng này vào trong chảo và nấu trong vòng 2 phút. Ở phương án C, xin lỗi, phương án B, chúng ta có gì nhỉ? Trứng chiên làm đôi. Đấy. Tiếp tục C này, trứng chiên trên đĩa và ăn kèm với lại một ít rau. Ở D là trứng kèm theo muối, hạt tiêu và nước lạnh. Và ở E, the oil over high heat, nghĩa là dầu ăn trên lửa cao và trong một cái chảo rán. Nếu như mà mình thấy là mình dịch riêng cái này ra thì nó rất là buồn cười đúng không? Nó chưa thành một cái câu hoàn chỉnh. Vậy bây giờ với những ngữ liệu và những thứ mà cô vừa dịch thì chúng ta sẽ phải làm một việc, đấy là ghép chúng vào với nhau để tạo thành một cái hướng dẫn làm món trứng chiên. Rồi, mình sẽ làm thử đi. Sau đó chúng ta sẽ cùng kiểm tra đáp án nhé. Đây, chúng ta sẽ nhìn xem khi chúng ta hướng dẫn bước đầu tiên đúng không? Có liên quan đến việc là trứng này kèm thêm muối này, kèm thêm hạt tiêu và nước lạnh đúng không? Thì chúng ta sẽ có bức tranh đầu tiên sẽ nối với phương án D. Tiếp tục bức tranh thứ hai sẽ được nối với phương án E. Đấy là gì nhỉ? Ý là cho dầu vào trong chảo đúng không? Xong đun nóng đúng không? Tiếp tục ở bức tranh số 3 thì mình sẽ thấy đổ hỗn hợp vào chảo đúng không? Thì nó sẽ kèm theo là ở bức tranh số 3 sẽ kèm theo A. Tiếp tục bức tranh tiếp theo, đấy là bức tranh số 4 thì mình sẽ nối với B. Và bức tranh số 5 thì còn lại mình sẽ nối với C. Nào, để chúng ta kỹ hơn thì chúng ta sẽ nhìn một cái bài nó đầy đủ như thế này cho cô nhá. Mình sẽ viết đầy đủ được như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đập trứng đúng không? Kèm theo muối, kèm theo hạt tiêu và kèm theo nước lạnh. Tiếp theo sau đó chúng ta sẽ làm nóng chảo trong một chiếc chảo rán. Bước tiếp theo đấy là đổ hỗn hợp trứng vào trong chảo và nấu trong vòng 2 phút. Và sau đó thì chúng ta gập trứng vào làm đôi. Và bước cuối cùng, finally, chúng ta sẽ để trứng trên một chiếc đĩa và ăn chúng, đúng không? Và ăn nó, đúng không? Ăn món ăn này. Thế thì đây chính là 5 bước và 5 hướng dẫn để chúng ta có thể làm được món trứng chiên. Rồi. Tiếp tục chúng ta đến với phần tiếp theo, bài số 5. Work in pair, practice giving instruction on how to make a dish for a treat. Bây giờ là mình sẽ phải là gì nhỉ? Dựa trên cái phần đưa ra hướng dẫn đấy để chúng ta hướng dẫn bạn làm một trong những cái món đồ uống. Và chúng ta sẽ nhìn ví dụ nhá. Can you tell me how to cook the rice, please? What should I do first? Bạn có thể hướng dẫn tớ là nấu món cơm được không? Tớ nên làm gì đầu tiên? Thì bạn tiếp theo sẽ phải nói là first, put some water in a pot and heat it until it boils. And then, đầu tiên, bạn sẽ để nước vào trong một chiếc nồi và sau đó làm nóng nó cho đến khi nước sôi. Và sau đó thì bước tiếp theo là thế nào, thế nào? Thì lúc này chúng ta sẽ phải tự làm và tự hướng dẫn cho bạn để mình có thể làm được. Tuy nhiên, để viết được cái phần hướng dẫn thì cô lưu ý với chúng ta như sau. Trước tiên, chúng ta sẽ phải dùng các từ nối như first, second, third, hoặc là chúng ta có thể dùng là then, after that và next, đúng không? Đó là các từ vựng để thể hiện các bước thật rõ ràng. Bước đầu tiên làm gì, bước thứ hai làm gì, bước cuối cùng làm gì, finally, đúng không? Và nó sẽ thường dùng cho cái dạng văn đấy là giving instruction.
Bước tiếp theo đấy là chúng ta sẽ sử dụng các loại câu đấy là cùng mệnh lệnh đúng không? Nên câu bao giờ cũng bắt đầu bằng cái gì nhỉ? Bằng một động từ nguyên thể. Nào ví dụ nhá, first put some water in a pot. Đấy chính là dạng câu gì nhỉ? Mệnh lệnh đúng không? Và chúng ta nhớ kèm theo các cái gì nhỉ? Các cái từ vựng để làm bước cầu nối. Đấy là bước 1 làm gì, bước 2 làm gì và cuối cùng làm gì, để cho phần hướng dẫn của chúng ta thật rõ ràng. Thế thì lưu ý cho cô để chúng ta có thể viết được phần hướng dẫn này. Rồi, như vậy là trong phần bài này chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các kỹ năng đọc là để đoán nghĩa của từ trong một đoạn đúng không? Và đồng thời chúng ta cũng đã tìm cách hướng dẫn với nhau là cách để có thể nói được giving instruction, tức là đưa ra một cái hướng dẫn để cho ai đó có thể là nấu được hoặc là tự làm được món ăn mà mình yêu thích. Như vậy là bài học ngày hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Thank you and goodbye. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.